chư đại quỷ vương. Thông thường người ta giảng chữ chư này là đồng nghĩa với chữ đa và có nghĩa là nhiều, nhưng tôi thì lại khác. Khác như thế nào? Theo tôi, chữ chư không đồng nghĩa với chữ đa, mà là đồng nghĩa với chữ thiểu, tức là ít, và ít tức là chỉ có một mà thôi. Có người nghe thế thì bất bình, nói rằng: "Thầy lầm rồi, theo tiếng Hoa thì chữ chư đồng nghĩa với chữ đa, sao thầy lại giảng thành chữ thiểu, rồi rốt cuộc lại biến thành chữ nhất, tức là một chứ?" Chính thế, tôi thích quy nạp tất cả về một. Vì sao? Bởi vì tôi vốn rất dốt toán, nhiều con số quá thì không thể nào nhớ nổi. Vả lại, tôi thấy rằng một là dễ nhớ nhất, chứ sang đến hai là bắt đầu phải nghĩ ngợi rồi. Quý vị nói chữ chư đồng nghĩa với chữ đa, tức là nhiều. Thế nhiều thì rốt cuộc là bao nhiêu? Chẳng có một con số cụ thể nào cả. Không có một con số đích xác thì rất rắc rối. Cho nên tôi giảng thành một để đơn giản hóa vấn đề vậy. Chư chính là nhất, mà nhất cũng là chư. Nhiều tức là một, mà một cũng chính là nhiều. Cho nên đây là điểm khác biệt của tôi trong vấn đề giảng kinh. Như vậy, chư đại quỷ vương thì tôi nói là một đại quỷ vương. Thế thì đó là ám chỉ vị đại quỷ vương nào? Bây giờ tôi cứ giảng tới vị quỷ vương nào thì vị đó chính là một đại quỷ vương. Ở đây có ác mục quỷ vương, nhiếp độc quỷ vương, từ tâm quỷ vương, vân vân. Tôi sẽ đề cập tới từng quỷ vương một, chứ không gộp chung lại một cách lộn xộn. Vì sao tôi lại giảng chữ chư này thành chữ nhất? Đó là cách giảng bất chấp lý lẽ của tôi. Và bây giờ tôi sẽ giải thích cho quý vị nghe. Bởi vì nếu tôi không giải thích thì trong lòng quý vị sẽ không phục và có thể còn nghi ngờ rằng tôi giảng sai nữa. Thế nên bây giờ tôi sẽ giải nghĩa cho quý vị rõ. Chúng ta nói về chữ nhiều, vậy do đâu mà thành nhiều? Cái nhiều này là từ đâu đến? Thử truy tìm nguồn gốc của nhiều thì quý vị sẽ thấy rằng nhiều vốn từ nơi một mà ra, thậm chí cả một cũng không hiện hữu nữa. Vậy nhiều vốn dĩ phát xuất từ một. Quý vị hãy thử bắt đầu từ một mà tính lên. Hãy quý vị nhớ được cái thứ nhất thì có thể biết được cái thứ hai, lại có thể biết cái thứ ba. Cứ thế mà suy ra thì có thể nói rằng một là vô lượng, mà vô lượng rốt ráo cũng chỉ là một, đó chính là cảnh giới. Nhất bổn tán vi vạn thù, vạn thù nhưng quy nhất bổn. Nghĩa là một gốc phân tán thành muôn vàng, muôn vàng quy nạp về một gốc. Cho nên chúng ta tu hành thì đều phải quy nạp về một. Tu hành là tu cái gì? Chính là tu sửa cái tâm của mình. Tâm chúng ta cần phải như thế nào? Tâm cần phải chuyên nhất. Chúng ta phải tu sao cho chỉ còn duy nhất một cái tâm mà thôi. Có câu đắc nhất vạn sự tất, nghĩa là được một thì muôn việc đều xong. Nếu quý vị đạt được cái một này thì mọi sự kể như hoàn tất, không còn việc gì nữa cả. Tu hành chính là tu cái một này. Phải tập luyện sao cho ý niệm của mình trở nên chuyên nhất, chỉ còn có một mà thôi. Bởi ý niệm có chuyên nhất thì trí huệ mới khai mở. Nếu niệm không chuyên nhất thì sao? Thì đó là hướng ngoại trì cầu, tức là quý vị vẫn còn bôn ba tìm kiếm ở ngoài. Nếu quý vị có thể không khởi một niệm nào cả thì lại càng vi diệu hơn nữa. Bởi vì nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân già. Nghĩa là một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn chợt động mây liền che. Mặc dù trong kinh văn kể ra nhiều quỷ thần như vậy, nhưng nếu quý vị có thể nhất niệm bất sanh thì sẽ không có ma quỷ nào. Thậm chí chẳng những không có ma quỷ mà ngay một vị thần cũng không có. Thật ra chẳng những không có thần mà ngay cả một đức Phật, một vị Bồ Tát cũng không có nữa,
tất cả đều không hiện hữu. Tất cả đều không, đây mới là lúc mà tất cả đều thực sự hiện tiền. Bây giờ Đức Phật hiện đến, Bồ Tát cũng đến, Thanh Văn, Duyên Giác, Bích Chi Ca La, tất cả đều hiện thân đến. Vì sao các ngài hiện đến? Bởi vì quý vị có thể nhất niệm bất sanh. Nếu quý vị vẫn còn khởi tâm động niệm thì các ngài sẽ không hiện đến. Điều vi diệu là ở điểm này, và cũng chính là ở chữ chư này. Cho nên đây đích thật là thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở đây quý vị đừng giải thích chữ chư này theo nghĩa nhiều, mà hãy dùng theo nghĩa một, và rồi ngay cả một cũng không tồn tại. Như thế, chư đại quỷ vương tức là một đại quỷ vương, và rồi ngay cả một vị quỷ vương cũng không có nữa. Tất cả đều cao bay xa chạy hết. Không còn quỷ vương thì thế giới này cũng không tồn tại. Thế giới này đã không tồn tại, thế thì quý vị còn gì để âu lo nữa? Chẳng lo chẳng buồn, không quái không ngại. Lúc đó gọi là tánh tận văn tịch tham thiên địa. Một khi quý vị đạt tới cảnh giới tận nhân tánh, tận kỹ tánh, tận vật tánh, tức là không còn thấy có tánh người, tánh mình và tánh của sự vật, thì lúc bấy giờ quý vị chính là trời đất, và trời đất chính là quý vị. Đồng thời quý vị là chư Phật, và chư Phật chính là quý vị, không hai không khác. Nào có cái gì gọi là bạn, là tôi, hoặc là hắn? Nào có cái gì gọi là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả? Không có gì cả. Tất cả đều không tồn tại. Thế thì quý vị còn gì để phiền não nữa chứ? Bây giờ phiền não gì cũng đều tiêu tan cả. Lúc đó thật là thanh tịnh trí vô dư, trong sạch đến cực điểm, và quả thật là một niệm chẳng sanh toàn thể hiện, sáu căn vật động mây liền che. Quý vị xem, cảnh giới này thật là diệu bất khả ngôn, vi diệu đến chẳng thể nói hết được. Đã chẳng thể nói hết được, thế thì không cần phải nói, không cần phải giảng nữa sao? Vẫn cần phải giảng. Bởi vì tôi thích giảng và vẫn muốn tiếp tục giảng nữa. Bây giờ chúng ta nói về chư đại quỷ vương. Các đại quỷ vương này rất hung ác, bởi vì là quỷ mà. Chân của loài quỷ rất dài, vậy dài khoảng bao nhiêu? Ồ, tôi cũng không biết là dài bao nhiêu nữa, có lẽ độ chừng vài trượng. Thật ra, ngay cả các học giả, các giáo sư của Trung Hoa cũng chẳng biết nhiều về quỷ. Vì chân của loài quỷ quá dài, dài đến nỗi người ta không thể thấy được bọn chúng đang ở nơi đâu. Theo tiếng Hoa, chữ quỷ này đồng âm với chữ quy, có nghĩa là trở về. Người ta thường nói chết tức là trở về. Về đâu? Về lại nơi mà mình đã phạm tội. Quỷ tức là quy, tức là trở về lại trong địa ngục. Bởi loài quỷ cho rằng địa ngục là nhà của chúng, là nơi mà chúng phải quay về. Vì sao chúng nghĩ như vậy? Vì mê muội. Bây giờ tôi đã giải thích chữ quỷ theo tiếng Anh. Theo Anh ngữ, quỷ tức là God, và đồng âm với chữ go, có nghĩa là đi. Đi đâu và để làm gì? Loài quỷ cho rằng đi đây đi đó, vui chơi là tuyệt nhất. Nhưng thật ra chúng đi đâu? Đi đến núi đao, rừng kiếm, chảo dầu. Suốt ngày cứ go, 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 rốt cuộc là go tới địa ngục, go tới cõi ngạ quỷ, go tới cõi súc sanh. Như vậy, chữ quỷ giảng theo tiếng Trung Hoa thì ngụ ý là quy, quay về. Còn giảng theo tiếng Anh thì ngụ ý là go, đi. Đây là cách giải thích đơn giản của tôi.
Ami Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà.